Cháy chung cư Carina Plaza, nữ chủ tịch phường ngã từ tầng 14 tử vong. Nữ bí thư kiêm chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, ngã từ tầng 14 của chung cư Carina tử vong khi cố thoát khỏi đám cháy. Trong số 13 người tử vong trong vụ cháy chung cư Carina Plaza đêm qua, có bà Lưu Lê Bích Phượng, sinh năm 1960, bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Gia đình nhà bà Phượng sinh sống tại tầng 14 chung cư. Thời điểm xảy ra cháy, bà Phượng cùng đứa con trai đã chạy xuống tầng dưới. Nhưng đến tầng 14 thì bị khói sọc lên, không thể tiếp tục xuống dưới. Bà Phượng đu dây để tiếp tục xuống nhưng bị rơi xuống đất, tử vong. Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, thành phố Hồ Chí Minh thông tin vụ cháy đã làm 13 người chết và 28 người bị thương. Khói lửa bốc lên ngùn ngụt, khiến nhiều người mắc kẹt. Trong số 13 người tử vong có nhiều phụ nữ, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc. Ông Nguyễn Phúc thuộc ban giám đốc của công ty cổ phần đầu tư 577, công ty mẹ của công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư trực tiếp của tòa nhà cho biết, giám đốc công ty Hùng Thanh, Nguyễn Thanh Tùng ở tầng 2 của tòa nhà cũng bị thương được đưa đi cấp cứu. Tòa nhà này đã được sử dụng 10 năm và chưa có sự cố nào. Công ty đang xác định thông tin chuông báo cháy không kêu. Carina Plaza là chung cư cao cấp nằm trên đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8. Chung cư được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 20.000m², mặt độ xây dựng 40%, gồm 3 khu nhà cao từ 15 đến 21 tầng, với 736 căn hộ, là một phần trong tổng thể dự án quy mô lớn hơn 4.000 căn hộ. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 9 giờ 15 sáng nay, số lượng nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina là 13 người chết, 39 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Bệnh viện quận 6 26 người, bệnh viện Nguyễn Tri Phương 11 người, bệnh viện Hùng Vương 1 người, bệnh viện Triều An 1 người. Vụ cháy làm 13 người chết, chuông báo cháy không hoạt động. Dù ngọn lửa kèm khói đen bốc lên nghi ngút, nhưng toàn bộ hệ thống thông báo cháy, chữa cháy của khu chung cư không hoạt động, nên khi người dân phát hiện cháy thì đã muộn. Đến gần trưa 23 tháng 3, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm 13 người chết, 28 người bị thương tại khu chung cư Carina, phường 16, quận 8 vào rạng sáng cùng ngày. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng đã có mặt tại hiện trường vụ cháy kiểm tra công tác xử lý hiện trường, chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân thiệt hại. Thượng tá Phạm Trí Thảo, trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 8 cho biết, vụ cháy làm 13 người chết, 28 người bị thương, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cứu được rất nhiều người ra ngoài an toàn. Theo ông Thảo, nguyên nhân tử vong của các nạn nhân là do ngạt khói. Ngoài thiệt hại về người, có 13 ô tô và hơn 150 xe máy trong tầng hầm bị thiêu rụi, còn nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định được. Dù đã thoát chết trong vụ cháy, nhưng hàng trăm cư dân của khu chung cư này vẫn chưa hết bàng hoàng, run sợ khi nhắc đến giây phút đối mặt với tử thần khi khói đen bao phủ hơn chục tầng. Ông Trần Văn Phương, 52 tuổi, ngụ tại tầng 2 chung cư Carina cho biết, thời điểm cháy mọi người không hề nghe chuông báo động, cũng như hệ thống cứu hỏa của chung cư không hoạt động. Nghe tiếng la hét, tôi chạy ra mở cửa thì khói đen xộc thẳng vào nhà, hoảng quá, tôi đóng cửa lại rồi đánh thức mọi người dậy, tìm cách thoát thân, nhưng khói quá nhiều không thể ra hành lang, ông Phương nói. Ông Phương kể tiếp, do khói bốc lên ngùn ngụt, không có cách nào chạy thoát thân, ông phải kêu mọi người lấy khăn ướt bịt mũi rồi chạy ra lan can cầu cứu. Phải mất rất lâu sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy mới dùng thang tiếp cận đưa xuống dưới. Cũng như ông Phương, anh Đỗ Bảo Trọng, ngụ tại tầng 2 chung cư này cho hay, khoảng 1 giờ 30 anh nghe có tiếng ồn bên ngoài, nhưng không biết chuyện gì, một lúc sau phát hiện mùi khét và khói đen xộc vào nhà, anh mới biết có cháy. Lúc này anh đánh thức các thành viên trong gia đình dậy, rồi tìm vải, chen chạch các kẽ hở của cửa để khói không tràn vào được nhà. Không hề nghe một tiếng chuông báo cháy, khi mở cửa ra, thấy khói quá nhiều, không thể chạy được. Tôi mới kêu mọi người chạy ra hành lang đứng tránh khói và đợi lính cứu hỏa, anh Trọng cho hay. Người chết, 14 người bị thương trong đám cháy ở chung cư Sài Gòn.
có ít nhất 13 người chết, 14 người bị thương trong đám cháy chung cư kinh hoàng ở phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vào rạng sáng nay ngày 23 tháng 3. Theo thông tin từ lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, ngọn lửa bùng cháy vào khoảng 0 giờ 30 sáng nay từ một căn hộ ở tầng hầm thuộc chung cư Carina nằm trên đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8. Hàng trăm người dân sống trong chung cư hốt hoảng tháo chạy tán loạn, nhiều người mắc kẹt bên trong. Sức nóng của vụ cháy khiến các mảng bê tông từ tường nhà rơi xuống. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh điều hàng trăm chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện cùng xe thang đến tiếp cận hiện trường, tìm phương án chữa cháy và giải cứu người dân mắc kẹt bên trong. Đến khoảng 4 giờ sáng, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên khói đen vẫn bao phủ toàn bộ khu chung cư khiến người dân hoảng loạn, có ít nhất 13 người chết, 14 người bị thương vong trong vụ cháy, nhiều người dân được đưa ra ngoài. Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy có một tiếng nổ lớn phát ra, sau đó khói đen bao phủ toàn bộ hành lang, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều hơn 200 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường và giải cứu được nhiều người ra ngoài an toàn. Quá khủng hoảng, được lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu xuống, tôi như chết đi sống lại, có nhiều người mắc kẹt lắm, chị Lê Mai nói. Hiện trường vụ cháy chung cư Carina ở thành phố Hồ Chí Minh trong đêm, 13 người thiệt mạng. Theo thông tin từ lãnh đạo phòng cháy chữa cháy của thành phố Hồ Chí Minh, đến 5 giờ 20 sáng ngày 23 tháng 3 đã có 13 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong đám cháy ở chung cư Carina. Khoảng 0 giờ 30 sáng nay 23 tháng 3, tầng thấp ở chung cư Carina số 1648 Võ Văn Kiệt, quận 8 bất ngờ bốc cháy. Bị ngọn lửa thiêu đốt, nhiều mảng bê tông bị sụp xuống, hàng trăm người bị mắc kẹt bên trong la hét kêu cứu. Những người dân chưa thoát thân được đã tìm cách chạy lên phía trên cao. Hàng trăm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng các xe cứu hỏa đã được điều động đến dập lửa và cứu nạn. May mắn là lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt và đám cháy xảy ra ở tầng thấp nên sớm được khống chế. Theo Tuổi Trẻ Online đã có ít nhất 13 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Một cư dân hoảng loạn bế con chạy thoát trong đêm. Nhiều người chưa thấy người thân được giải cứu đã bật khóc tại hiện trường mỗi khi có nạn nhân được đưa ra. Nhiều cư dân muốn lên nhà xem đồ đạc nhưng được cán bộ công an giải thích hiện trường vẫn đang được phong tỏa. Cư dân chung cư Carina Laya vừa trải qua một đêm kinh hoàng. Gần 5 giờ sáng, xe cứu thương vẫn còn hú còi chở nạn nhân vụ cháy rời khỏi chung cư vào bệnh viện. Lực lượng chức năng đã huy động 34 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 200 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Theo thông tin ban đầu, lửa và khói tỏa ra từ tầng hầm giữ xe máy ô tô của chung cư Carina Laya, sau đó nhanh chóng lan ra cả tòa nhà. Tối hậu thư cho 3 cán bộ Hội đồng Nhân dân, chi tiếp khách sai 11,2 tỷ đồng. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai ra điều kiện cho 3 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo văn phòng, Hội đồng Nhân dân và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước 30 tháng 3 phải khắc phục khoản tiền hơn 11,2 tỷ đồng chi sai, nếu không sẽ chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra. Một lãnh đạo Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai vừa cho biết, 2 trong 3 cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo văn phòng, Hội đồng Nhân dân và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chịu trách nhiệm trong vụ chi sai hơn 11,2 tỷ đồng, vẫn chưa hoàn thành việc khắc phục hậu quả. Kết quả kiểm tra. Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2016, ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Lựu, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã duyệt chi sai hơn 11,2 tỷ đồng. Trong đó, ông Quang, bà Lựu duyệt chi sai hơn 10,7 tỷ đồng, ông Vũ Tiến Anh nhận chức Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân từ tháng 7 năm 2016, chi sai 470 triệu đồng. Cả 3 cá nhân trên mới khắc phục được tổng cộng hơn 3,3 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Tiến Anh đã hoàn thành việc khắc phục hậu quả, riêng ông Quang và bà Lựu vẫn dây dưa, chưa hoàn thành việc khắc phục. Ủy ban kiểm tra tỉnh đã ra điều kiện, trước ngày 30 tháng 3, 2 cá nhân sai phạm, không hoàn thành việc khắc phục hậu quả, sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định. Liên quan đến sai phạm, trước đó, Ủy ban kiểm tra tỉnh đã thi hành kỷ luật cách hết chức vụ trong đảng đối với ông Nguyễn Thế Quang
và bà Nguyễn Thị Lưu, đồng thời đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, xử lý kỷ luật về mặt chính quyền. Đối với hai người này, ông Vũ Tiến Anh bị kỷ luật khiển trách về mặt đảng. Trước đó, Vietnamnet đã có nhiều bài phản ánh, ba cán bộ là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai, giai đoạn từ năm 2013 đến 2016 đã ký, duyệt chi sai hơn 11,2 tỷ đồng. Trong đó có những khoản như chi tiếp khách không đúng đối tượng, lập khống chứng từ để mua văn phòng phẩm với số tiền hàng tỷ đồng, chi mua hàng hóa không đúng quy định, hồ sơ chứng từ không rõ ràng, chi không đúng, khoản tiền ăn, nghỉ hội nghị, đi công tác nước ngoài. Riêng cá nhân ông Nguyễn Thế Quang, ký chứng từ thanh toán cho bản thân đi việc riêng bằng công quỹ, hàng chục triệu đồng.